Bất động sản sân bay Long Thành hôm nay sẽ đưa các quý vị anh chị đi từ xã Phước Thái, tuyến quốc lộ 51, đấu nối đường 770B, từ xã Phước Thái về Suối Nho, Định Quán. Đây là một trong những tuyến đường vành đai phía tây nam cảng hàng không quốc tế Long Thành của chúng ta nhé. Đây là trong những cái quy hoạch sau này sẽ được phát triển để kết nối các huyện, các xã lân cận về tới thành phố sân bay của chúng ta. Các bạn anh chị nào mà quan tâm video này thì hãy cho em một like và đăng ký kênh và nhớ comment phía dưới nhé. Giờ đây xin mời các anh chị cùng đi với em.